in pregnancy. Bây giờ chúng ta sẽ qua một cái chủ đề khác mà nó cũng rất là hay và nó rất là hay gặp trong cái lịch trình sản sản khoa, đó là xử trí cái khối u buồng trứng trong cái thời kỳ như thế nào. So patient comes and she's referred because she has some pain and here we see the pregnancy. But if we look further, you see big cysts reaching À, bệnh nhân đến vì đau bụng và làm test xong mình biết là bệnh nhân này đang mang thai và cái vị trí của khối u này mình thấy nó nằm ở ngay gần gần cái hạ sườn bên phải. And she's 14 weeks pregnant. She's 29 years old. It was a spontaneous pregnancy, so no IVF, no stimulation. And at the first scan, there was no cyst. So she had a first scan in pregnancy, and then she had normal ovaries. Bệnh nhân này đến có thai là ở thời điểm 14 tuần. Bệnh nhân trẻ 29 tuổi. Thai này là thai tự nhiên, không có dùng, không có sự, không có làm IVF, cho nên không có hiện tượng buồng trứng quá kích. Và cái lần sau đầu tiên của bệnh nhân là trong thai sơ kỳ, mình không phát hiện được cái nền nào hết. What would you do with this patient? She has pain, she has bilateral big cysts, and she's 40 weeks pregnant. What would you do? Các bạn sẽ làm gì với bệnh nhân này? Bệnh nhân đang có thai 14 tuần, ung hai bên khá lớn, và bệnh nhân có hiện tượng đau bụng. Các bạn sẽ làm gì tiếp theo? Tumor marker? Who would like to know CA125, the tumor marker? Would you like to have the tumor marker? She has pain. So you see the size of the cyst, 14 centimeters and 13 centimeters. Bây giờ các bạn thấy kích thước của khối u bây giờ khá lớn, chiều dài lớn, cái chiều mà lớn nhất lên đến 141 mm và 127 mm ô hai bên. I agree that tumor marker C125 is not reliable, but still, because we were very worried, we took it, and it's 442, so it's very high. Các bạn biết là trong thai kỳ thì cái giá trị siêu âm 125 không có đáng tin, nhưng mà bởi vì tôi quá lo lắng nên tôi vẫn quyết định là cái giá trị siêu âm 125 này và nó là 442. So 14 weeks is the optimal time to operate in pregnancy. So who would like to wait? 14 tuần là cái thời điểm khá là lý tưởng để thực hiện cuộc phẫu thuật. Thì ai đồng ý là sẽ phẫu thuật? Wait. Okay. Who would like to operate? You can raise your hand. Bệnh nhân này là có thai, ở lúc bệnh nhân này có cái triệu chứng đau
đâu, và cái mụn trứng này á là không có mụn trứng quá kích, và cái giá trị sao sao 125 cũng cao. Cho nên and we cannot do laparoscopy because he is the umbilicus, so you cannot do laparoscopy, so we operated and we did, you see, laparotomy. This is the uterus at 16 weeks, and you see how big this is. Tại vì cái u này khá lớn, mình không thể nào là phẫu thuật nội soi được, cho nên họ đã phẫu thuật hở, và bên thân bên trái là cái khối u, và cái tử cung đó là tử cung ở khoảng độ 14 tuần. We removed one, and you see it was almost 20 centimeters. At that time, it had continued to grow, so it was really fast growing. And we asked for frozen section. And what was the result? Cái ổ này nó lớn khoảng 10 cm và mình thấy nó sẽ còn lớn nữa. 20 cm và cái ổ này nó còn lớn nữa, và sau đó ổng làm luôn cái sinh thiết lại. It was benign. And nó là bình. Benign. So that's why we stopped and we punctured the other ovary and removed all the fluids. So to reduce the pain and the size of the other tube. So the other ovary was completely saved. Tại vì ổng có sinh thiết lặn và nó lành tính rồi, cho nên ổng chỉ chọn phút chừng thôi để cái u này nó nhỏ lại, bệnh nhân bớt cái triệu chứng đau đi. Trong trường hợp này nghĩa là tự nhiên trong cái thai kỳ tự nhiên, thì không biết tại sao mà nó lấy một mẫu mình làm trước sinh lặn mà phải lấy cả một trứng. We removed one ovary. Yes. You wanna so this is removed, that's for sure. And here we kept the ovary and we only removed the fluids. Yes. One ovary is lost, but it was a benign tumor. The other ovary was emptied by a syringe like this because we knew it's benign. Thì cái thay đổi của trường hợp mà nó bị hai bên đó các chị ha, thì cái tại vì bệnh nhân này có đau rồi có cái khối u mà trước đó không có hình ảnh của cái quá kích buồng trứng, cho nên là phải phẫu thuật, thì cắt một bên mà sau đó làm thấy là nó lành tính, cho nên cái khối còn cái khối u cái bên đó thì là hút dịch để cho nó xẹp thôi, bảo tồn nó lại. And it's hard to analysis, so it's very rare. It's a perfectly normal ovary that's hypersensitive to HCG. And then it really seems to explode. And the patient has pain. And you're very worried, of course. So you were right, we had to wait and see, but it's very difficult, the patient is in pain, and you think this must be a tumor because it's continued to grow. And this other studies from London in King's College, and they looked for 3,300 women during the first trimester scan. 75% had no cysts, but simple cysts were present in 14%. And then you had cysts more than 5 centimeters, and then you see there was a lot of spontaneous resolution, 84%, interventions, 2, interventional delivery, 1%, postpartum, 8%, expected management, 3%. Thì đây là một cái nghiên cứu Anh cho khoảng hơn 3.345 cái phụ nữ mà đến cái thời điểm siêu âm và 1-4 tuần đó của người da ngán các chị ha, thì người ta đi làm sàng lọc, thì người ta phát hiện là có cái tỷ lệ khối u nó chiếm khoảng 14%. Cái nang đơn giản dưới 5 cm thì
trên 3.345 bệnh nhân ở thời điểm 11 tới 14 tuần. Thì người ta thu thập là có 2.925 bệnh nhân là thỏa với tiêu chuẩn để đưa vào nghiên cứu. Thì trong đó có 2.197 bệnh nhân là không có nan nữa hết, thì người ta sẽ không theo dõi tiếp. Và còn lại là có một số bệnh nhân là có nan nhỏ hơn 5cm là 400. Thì từ đó về sau là mình không có ghi nhận một cái biến chứng nào hết. Số còn lại là có nan lớn hơn 5cm hoặc là nan phức tạp là 328 bệnh nhân. Thì theo dõi những cái trường hợp này mình thấy là trong đó có 278 là sẽ tự thoái luôn, là chiếm 83%. Còn can thiệp trong thai kỳ là chỉ có 2 trường hợp thôi. Và can thiệp sau khi mà em bé được ra đời á, là có 4 trường hợp. Và trong 4 trường hợp này thường là do yêu cầu của bệnh nhân. Còn cái đó là can thiệp tại thời điểm em bé sanh ra. Còn cái can thiệp mà sau cái thai kỳ á, là 27 trường hợp, chiếm 8%. Còn expectant là management là mình theo dõi luôn, là có 11 ca là 3.4%, và còn số còn lại là mình mất theo dõi. So the conclusion was that asymptomatic adnexal cysts detected in the first trimester of pregnancy are unlikely to be malignant or to cause clinical symptoms. And the policy of routine ultrasound visualization of the ovaries in pregnancy cannot be justified. So that's their conclusion. Cái kết luận của cái nghiên cứu này là những cái nang phần phụ không chịu chứng phát hiện được ở cái tam giác huyệt thứ nhất rất ít khả năng ác tính hoặc gây triệu chứng lâm sàng trước khi sanh. Cho nên cái việc mà mình siêu âm thường quy buồn trứng ở trong thai kỳ thì chưa được khuyến cáo. Okay, but it's only if you want to use a laser pointer to show something that you can do like this. Yes. No, I don't need this. But if you want to, this morning you showed the pointer, so that's easy for you. Okay, then there's a special group of patients, but I'm not forward. The special group of patients is endometriomas during pregnancy that tend to become decentralized. Và có một cái nghiên cứu nữa là mình tại vì cái ô lạc động mạch trong thai kỳ nó có một cái hiện tượng gọi là màng rụng hóa. Và cái nghiên cứu này là nghiên cứu về những cái u mà bị màng rụng hóa của ô lạc động mạch trong thai kỳ. And the unilocular cyst becomes unilocular solids with different populations and flow in the population. Bình thường là mình có một cái nang là mỏng màng, và bây giờ nó xuất hiện thêm những cái chồi, và trong những cái chồi này mình thấy nó luôn có cái hiện tượng có mạch máu bên trong. And this is very difficult. If you see this patient for the first time, you think this may be a borderline tumor. So it's very difficult to distinguish this from a borderline tumor. Và nếu như một cái bệnh nhân mà đến với bạn trong lần đầu tiên thì rất là khó phân biệt đây là một cái u lạc động mạch và bị màng rụng hóa hay là đây là một cái u borderline. The difference is that it's smooth and rounded, so you see the populations are smooth, so it's not very irregular, really rounded, and you see quite strong vascularity. Là có một cái đặc điểm để phân biệt cái chồi giữa một cái trong một cái u lạc động mạch và một cái u bị màng rụng hóa là cái chồi ở trong u lạc động mạch thường cái bờ của nó tròn đều, trong khi ở trong cái u lạc động mạch đó thì cái bờ của nó gồ ghề giống như bông hoa cải. The conclusion is it seems reasonable to suggest expected management of cysts with papillary protections in pregnancy if an endometrioma was diagnosed with ultrasound before, and if the cyst has this typical signs of the rounded populations, that you can simply wait and see. Cho nên kết luận của nghiên cứu này là các bạn chỉ có thể cho rằng đó là một cái nang lạc nội mạc bị màng rụng hóa khi cái bệnh nhân này trước đây đã được chẩn đoán u lạc nội mạc bằng siêu âm hoặc là một phương tiện hình ảnh nào đó đáng tin cậy, và u nang đó có những đặc điểm giống của điển hình của nang lạc động mạch bị màng rụng hóa, như là cái chồi thì chồi bên bờ của nó phải trơn láng đều. And then I got some slides from Professor Fischer-Oberth from Prague, and so the next slides I will show
have been made by her. So this is Daniela Fischer Over. She's also part of the IOTA team. Cái bác sĩ nữ bên trong đó là người làm chủ yếu của cái đề bài này, và nó cái cô này nằm ở trong IOTA team luôn. And so she looked at the literature and the proportion of adnexal masses detected throughout pregnancy. In the first trimester, you see it very often. In the second trimester, it's less common. Third trimester, it's less. And after delivery, most cysts have disappeared. So then only you see it between 0 and 7%. Cô làm một cái nghiên cứu thì cô thấy rằng trong ba các quyển thứ nhất, mình gặp rất lúc mình cái tần số mình gặp cô hồi phục nó rất cao, từ 21.4 đến 7.7%. Tuy nhiên đến ba các quyển 2 và ba các quyển 3 thì cái tần số để gặp khối u này nó đã giảm dần đi rồi, và thậm chí sau sinh thì cái tần số này có thể về tới 0% thì đến 7.1%. So in most of the cases you can simply do nothing and just wait and see. Cho nên trong đa số cái trường hợp có thể là chúng ta không cần làm gì, chỉ cần theo dõi. So the need for intervention for torsion, rupture, bleeding is less than 0.1%. Cái tỷ lệ mà có biến chứng như là xoắn chứng, vỡ u hoặc là xuất huyết chiếm tỷ lệ rất thấp, nhỏ hơn 0.1%. And the risk of a malignant tumor in pregnancy is only 1 in 10,000 or 1 in 15,000. Và cái nguy cơ mà khối u ác tính ở trong thai kỳ rất là thấp, chỉ từ 1/10,000 cho đến 1/15,000. But you have a very high number of deliveries, 70,000, so it means that every year you will see a few of these malignant tumors. Tại vì cái tần số bệnh nhân của mình, cái số lượng bệnh nhân của mình rất là nhiều, cho nên cái số lượng bệnh nhân nó cũng nó cũng nhiều lên. But the majority are borderline tumors. So it's more borderline than invasive tumors. So this is a typical borderline tumor. It is irregular papillation inside. Cái hình siêu âm là một khối u borderline, và trên hình tại thể thấy được cái chồi của nó, cái bờ rất là không đều, gồ ghề. And all tumors, malignant tumors, are germ cell tumors. So more than 30% are this germinoma. Và hơn 30% trường hợp các khối u ác tính là thuộc nhóm ung tế bào mầm, đặc biệt là nhóm ung thực mầm. And typical for this germinoma is that it's a solid tumor with different lobules. You see this nodule, so, and that is quite strongly vascularized. That's typical for this germinoma. Đây là cái một cái đặc điểm ưu điển hình của nhóm ung thực mầm. Mình thấy cái u đặc nó có nhiều thùy và cái mạch máu bên trong của nó rất là nhiều. And early detection and better overall survival is present in pregnant patients. So usually it's found at early stage. Some tumors are related to the pregnancy, especially functional changes, and some are pre-existing tumors, so not related to pregnancy, and then it's not higher than in the population. Đây là cái phân bố của cái tổn thương buồng trứng trong suốt thai kỳ, thì mình chia làm hai nhóm là nhóm có liên quan tới thai kỳ và nhóm không liên quan tới thai kỳ. Liên quan tới thai kỳ thường là do thay đổi chức năng tác động của các hormone trong thai kỳ, còn cái không liên quan tới thai kỳ thì cái tần số của nó cũng giống như những phụ nữ không mang thai. So what you have to do is ultrasound and describe the lesion. You have to assess the risk of malignancy, predict whether there will be persistence and complications, and follow. In most of the cases, it's simply followed. So operation is very, very well common. Cái phun siêu âm luôn là phương tiện đầu tay. Vì cái siêu âm mình có thể là điều trị, mình có thể thứ nhất là mô tả cái tổn thương, thứ hai là đánh giá được cái nguy cơ ác tính, dự đoán thử coi cái tổn thương nó có cái dài không, hay là nó sẽ tự thoái lui, và các biến chứng đi kèm với sự hiện diện của cái tổn thương này,
và mình có thường có chức năng theo dõi tổn thương. Thường mình sẽ theo dõi chứ ít cái phẫu thuật này rất ít khi làm. But it's difficult in pregnancy. You see that the ovaries are going higher because the uterus grows, and then you cannot see it with transvaginal probe. So then you use transabdominal probe. Cái giới hạn của cái xương trong thai kỳ là khi mà ở trong thai kỳ thì cái tử cung mình nó lớn lên, cái buồng trứng theo đó cái vị trí của nó cũng đi lên cao luôn. Mình không thể nào dùng một cái siêu âm được bằng quang ngã âm đạo được, mà mình phải dùng siêu âm quang ngã bụng. There's higher perfusion, so more color. Và cái tăng tưới máu thường là do trong thai kỳ mô nó tăng tưới máu. And you see a lot of functional changes from pregnancy. Và những cái thay đổi chức năng trong thai kỳ làm cho u có những cái dấu hiệu điển hình của u ác tính, các một dấu hiệu giả u. This is an irregular solid tumor pregnancy luteoma. You can see it's highly vascularized. It's solid with some cystic areas, but it's predominantly solid. Đây là một cái u đặc bờ không đều ở trong thai kỳ mà người ta gọi là luteoma là u, còn luteo là hoàng thể. Mình cứ kiểu cái chữ đó là luteoma thì mình thấy u này của tôi là một cái u đặc có nang trong đó và cái tưới máu của nó rất là nhiều. Sometimes it's really difficult. You see a uni or multilocular solid tumor, and on the left this is decidualized hemangioma. On the right, this is borderline tumor. So this is benign hemangioma, decidualized. This is borderline. Là mình cũng sẽ thấy được những cái u đơn thời hoặc đa thời đặc. Ở phía bên trái là một cái u làm động mạch vì màng vùng hóa. Còn ở bên phải là một cái u borderline. Bên trái là hình ảnh của một cái u lành tính là động mạch, u làm động mạch vì màng vùng hóa. Còn bên phải là một cái u giáp biên ác. And here is deep endometriosis. And deep endometriosis in the rectal wall can also become very strongly vascularized in pregnancy. Outside pregnancy, there's little vascularity, and in pregnancy, you see the flow increasing. Bên trái là một cái lạc động mạch sâu ở đại trực tràng. Thường thì trong quá trình thai kỳ mình thấy nó không có nhiều mạch máu như vậy, nhưng mà trong thai kỳ cái lạc động mạch này bắt đầu tăng tưới máu lên. Then it looks like carcinoma of the bowel. Và nó giống như là một cái ung thư. Sometimes you see ascites, and this is ascites with ovarian hyperstimulation syndrome. This is hyperstimulation of the ovary. Mà thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy dịch ở đây là do ở trong cái hội chứng quá kích buồng trứng. And this is ascites because of a malignant tumor. Và bên phải là dịch của một cái u ác tính. Hai cái hình này cũng khá là giống nhau. So that's very difficult to distinguish in pregnancy: ovarian hyperstimulation syndrome and ovarian cancer. Và rất là khó để phân biệt giữa một cái hội chứng buồng trứng quá kích và một cái ung thư buồng trứng. Nó cũng tương tự với nhau, có dịch, cái buồng trứng cũng thay đổi, tăng tưới máu. So you have a growth in uterine volume, you have high perfusion, you have typical signs, you have elevation of tumor boundaries, so HCG, alpha beta protein, CO5, they all go up. Ngoài những cái đặc điểm như là thay đổi vị trí của buồng trứng, tăng tưới máu và các đặc điểm u ác tính, giả u, thì nó còn có sự tăng của các cái u khối u mạch cơ của khối u như là HCG, alpha, FB, CA, 125, tất cả đều tăng lên. So the IOTA models were not developed on pregnant patients, and they
because it's so difficult. You can see it's very difficult for us, it's difficult for the models. So these models are not reliable in pregnancy. Không có phát triển những cái mô đồ do những cái thai kỳ nên tại vì rất là khó. And in case of suspicious lesion, you ask the best expert around, and still he has to make a guess in some cases, or she. Và trong những cái trường hợp mà nghi ngờ thì nên gửi bệnh nhân đến cho một chuyên gia. So the functional lesions, what is functional? You have corpus luteum cysts, you have follicular luteinized cysts, you have theca lutein cysts, you have pregnancy luteoma, and you have mesangialized luteoma. So these are the real stages in pregnancy. Bây giờ mình sẽ nói về những cái khối u thường gặp trong thai kỳ. Thứ nhất là nang hoàn thể, thứ hai là nang mà nó bị hoàn thể hóa, thứ ba là nang hoàn tuyến. Và cái thứ tư là mình nói tác luôn là cái luteoma trong thai kỳ. Và cái thứ năm sẽ là u lạc động mạch mình rụng hóa. So corpus luteum cysts. First, it's smaller than 3 centimeters usually. You have a hypervascular vein, so that's the blood flow. And rupture is rare, so usually they don't do anything. And you see them very, very often. You see them every day. Và cái nang hoàn thể thường mình sẽ thấy là nó nhỏ hơn 3 cm, sau nó sẽ tăng tươi máu ở cái phía bên ngoài và bên trong nó thường cũng sẽ có hiện tượng xuất huyết và mình sẽ gặp cái nang này rất là thường xuyên trong thai kỳ. Then you have luteinized follicular cysts, it's thin walls, unilocular cysts, it can become very big, up to 30 centimeters, and it's unilateral, it's only on one side. Và cái thì mình thấy là một cái nang đơn thủy có cái thành rất mỏng, đôi khi mình thấy nó rất to, to đến có thể tới 30 cm và chỉ ở một bên thôi. Then you have theca lutein cysts, and the first example is what I showed you at the start of this lecture, hyperreactio luteinalis. And then of course we have ovarian hyperstimulation syndrome. Và bây giờ mình sẽ nói đến những cái nang hoàn tuyến. Cái hồi nãy mình giữ nguyên cái nguyên bản là hyperreactio luteinalis và cái hội chứng quá mức buồn trứng. So this is a case by Daniela Fischerova and it's exactly the same case as we had. And here you see the mechanism of oversensitivity to ACG in the theca cells and that's causing hormonal production and sometimes you even have virilization. So it's a whole complex mechanism. Đây là một cái cơ chế rất là phức tạp nha. Tới cái HCG nó sẽ tác động một cái tế bào vỏ và cái tế bào vỏ đó nó sẽ làm tăng lên cái lượng estradiol và từ đó nó sẽ kích hoạt rồi nó tạo nên một cái nang lớn như vậy. Yeah. You are very brave to translate this. So here it's bilateral in more than 90% of cases, and you see very big cysts in the absence of stimulation. Because if you see this with stimulation, it's hyperstimulation syndrome. Và mình cần phải chẩn đoán phân biệt nó với một cái hội chứng buồng trứng quá kích. Từ khi mà cái hội chứng buồng trứng quá kích là nằm trong cái IVF có cái này thường là tự nhiên. Hyperstimulation syndrome. So this is looking exactly the same, but here we know that the patient has a stimulation, and then here's the uterus, and you see there's ascites, there's a lot of fluids, and you can really have an imbalance, and patient can become hemodynamically unstable because there's too little fluids in the, yes, and it can
even give brain damage and the patient can die probably. So if the patient has pain, ascites, you see a big tumor, it's really an emergency and she has to come to the hospital. Đây là một cái vấn đề ngoài thể hóa, tại mình không phải như bị quá sức buồn trứng là do mình biết trước bệnh nhân đã có một cái IBS rồi. Trong một số trường hợp bệnh nhân thứ nhất là đau bụng, thứ hai là có dịch ở bụng, thứ ba là một cái nang buồng trứng lớn và đến với cấp cứu thì mình nên nghĩ tới một cái hội chứng buồng trứng quá tức. And the patient has pain and she sometimes has vomiting as well. Bệnh nhân thường đau và thỉnh thoảng sẽ có nôn ói. Okay, so that's data reticulosis. And now we come to the pregnancy luteoma. And you've seen it, it's a solid tumor with small cystic spaces, lots of vascularization, and sometimes you see virilization in one of three of the mothers. Mình bây giờ qua một cái khác đó là luteoma của thai kỳ, mình thấy là một cái u chặt, bên trong sẽ có vài cái nang và lưu lượng tơ máu cao, và thỉnh thoảng 1/3 trường hợp luteoma sẽ có hiện tượng nang hóa. There's only 200 cases, it's also where it's not common. It's usually going away spontaneously after the delivery. And there is a risk of relapse in another pregnancy. And in 50% of cases, it's bilateral. And histology is simply stromal cell proliferation. So it's not a real tumor. Mình chỉ báo cáo 200 ca được mô tả ở đây là một u cũng khá là cũng hiếm. Cái yếu tố thuận lợi cho cái u này là thấy là đa thai, đa sản, tổn thương mẹ cao, thường thấy u của hai bên. Đây không phải là một cái thay đổi chức năng mà nó thật sự là sự tăng sản của tế bào đệm, thì cũng đây là sự là một cái u. Show it again. You see, this really looks like a tumor, but it's solid and it will disappear after pregnancy. So this is very worrying, but it goes away. Cái u này nhìn thì nó có vẻ đặc tăng tươi máu nhưng nhìn nó rất là ác. Nhưng mà sau khi thai kỳ nó sẽ tự biến mất. So luteoma of pregnancy. And then there's decidualized endometrioma. So originally the endometrioma is smooth walls, round glass, you have a cyst, and then in pregnancy you suddenly see all these populations with vascularization. Do you see they're rounded, they're quite round populations? Đến một cái nang hoàn cảnh hóa, bệnh nhân trước đó là có một cái nang dạng tính mờ rồi. Cái bờ trong liệt trơn á, cho đến thai kỳ thì mình thấy bắt đầu có những cái chồi xuất hiện bên trong á. Và cái bờ của cái chồi ở đây thì nó cũng đều tròn đều chứ nó không có gồ gì nữa. And it happens in about 12% of endometriomas. It's caused by production of progesterone. And reduce the size of the lesion during pregnancy and after childbirth is gone again. So then you only see a normal endometrioma again. Và cái u màng đệm này gặp ở trong 12 trường hợp các u là nội màng. Thường á là do cái biến đổi do cái sự sản xuất progesterone trong thai kỳ ha. Và thường cái u này á mình sẽ thấy trong thai kỳ nó có hình dạng bị là nội mạc hóa nó giống như ác tính, nhưng mà sau khi mà mình sanh em bé xong rồi thì cái u nó trở về cái hình dạng như ban đầu, không còn cái chồi nữa. So here's another example. So this is also an endometrioma with strong populations, and you see this one has been removed, but it was completely benign. Đây là một cái u là nội mạc màng nội hóa luôn. Mình thấy được cái hình tạm thể của trên nó có những cái chồi ở đây nhìn nó rất là tròn đẹp, nó không có gồ ghề. Here another example, decidualized endometrioma. Cái
là cái trang hồi nãy mình coi rồi. And look at the color. It's really vascular. So that's making it more difficult. He's a baby's head. And he is a decidualized meteor. Sometimes the tumor is really malignant, and so you see malignant tumors, not more common than outside pregnancy, but of course in general population you see tumors, and in pregnant patients with borderlines and maybe distant germinomas. Tumors, the borderlines, germ cell tumors, this germinoma, and then also sometimes sex cord stroma tumors. And sometimes also metastasis of breast cancer that can happen in pregnancy as well. For example, the borderline is here, and this is decidualized adenoma. If you look at the patients, this is more rounded, and this is a little bit more fragile, irregular tissue. So if you look carefully at the surface of the populations, you may see some differences. So this is smooth, this is irregular, like cauliflower. Here, the portal blood is very often obliterated because of endometriosis and adhesions. And here, the cyst will decrease in pregnancy, and this cyst will increase in size. Đây, cái khối u bên phải là một cái u borderline, u bên trái á, là một cái u lạc màng mạc bị màng nhũn hóa. Mình nhìn cái chồi ở hai u, khối u này nó khác nhau. Khối u bên phải cái bờ của nó tròn đều, còn khối u bên trái cái bờ của nó tròn đều, còn khối u bên phải cái bờ của nó thì gồ ghề hơn. Cho nên mình phải nhìn kỹ cái bề mặt của nó để mình có thể phân biệt được. Thì cái bảng của thầy á, là bên phải là cái u lạc màng mạc, thì mình thấy là có cái bờ. Cái bên trái là cái u lạc màng mạc rộng hóa, thì cái bờ của nó là bờ đều. Cái túi cung tula thường nó sẽ bị biến mất là do nó thêm cái hiện tượng là lạc màng mạc sâu, nó bị xóa luôn. Decidualized adenoma, borderline. Đây cũng là cái hình xoắn bên tay trái là u lạc màng mạc rộng hóa, còn bên phải là một cái dòng u borderline. You can see
very difficult to distinguish. Also the flow, you see, this is very strongly vascularized. Rất là khó phân biệt hai cái này, tại hai cái này cái lượng mạch máu của nó hụt nhiều như nhau. And the second stage test is MRI. Và cái bước thứ hai sau siêu âm sẽ là MRI. And then you have true invasive ovarian cancer, type 1, so that means not very aggressive, it's low grade. Type 2, high grade, so high grade serious or advanced stage. Thì ung thư buồng trứng mình sẽ phân là rất cao, rất thấp, rất tiếp 1 và rất thấp, tiếp 2 rất cao thường sẽ có ở giai đoạn nó sẽ tiến triển. Then you have germ cell tumors. Bây giờ mình coi nhóm một cái lồng mỏng. And the first important is this germinoma, usually between age 20 and 30, increase of LDH, ACG, and alpha fetal protein, unilateral, highly perfused, no peritoneal implants. Và cái nhóm ung này mình sẽ thấy ở độ tuổi từ 20 tới 30, các yếu tố các mạch cơ ung thư là sẽ tăng lên LDH, các mạch cơ HCG với lại AFP cũng tăng, thường là một bên tăng tưới máu rất nhiều và sẽ không có hiện tượng nhiều rắc trong phúc mạng. And you see it's a solid tumor. It's a solid tissue. Đó là cái ô vô đặc, cái hình xù âm. This is proto-germinoma looks like, so you have different nodules. It's a solid tumor, but with different nodules. So that's very typical for this germinoma. À, đây là một cái ô nghịch mập. Mình thấy là nó có nhiều thùy, u đặc và nhiều thùy. Then York cell tumor, it's elevated alpha fetal protein, but again in pregnancy that's not very reliable. And it's a large, well encapsulated, round to oval ovarian mass. It's multilocular solid usually, and with cystic areas with hemorrhage, and it can grow rapidly. Thường là, đến thứ hai là nhóm u vô sắc, thường nó sẽ có tăng alpha FP trong thai kỳ, cái tăng này không có đáng tình. Thường khối tròn, bầu dục, có vỏ ban rõ, da thì đậm và có xuất huyết, có những cái nang xuất huyết bên trong và có khuynh hướng phát triển rất nhanh. So your cell tumor. Đây là một khối u hoàn thể. Như vùng sắc. So highly vascularized areas of hemorrhage inside. So in conclusion, differential diagnosis between functional cysts and malignant tumors is really difficult in pregnant patients sometimes. Functional changes are usually asymptomatic and then resolve after the pregnancy. And the prevalence of malignant tumors in pregnancy is low, and majority are borderline tumors and this germinoma, and they have good prognosis. So it doesn't matter so much if you wait a little bit longer before you operate. Kết luận của cái bài này là chẩn đoán phân biệt giữa cái thay đổi chức năng trứng do thai kỳ và u buồng trứng ác tính là một cái thử thách lớn. Thay đổi chức năng thường không triệu chứng và thường hóa lui hoặc trong hoặc là sau thai kỳ. Tỷ lệ mắc của u buồng trứng ác tính thấp và phần lớn là nhóm giáp biên ác hoặc là nhóm u buồng trứng với một tiên lượng tốt. And one last study, it's not been published yet, it's a study from the group in London in Imperial College. It's not published, but very quickly, it is about pregnant patients in a London hospital, patients with an extra tumor, and then ultrasound. Có một cái nghiên cứu ở London về quản lý những khối u buồng trứng trong thai kỳ. Thì đây là một nghiên cứu hồi cứu ở các bệnh viện chuyên khoa ở London. Những bệnh nhân là có ít nhất một khối u phần phụ phát hiện bệnh lâu trong suốt hai kỳ được đưa vào. 83% was between 4 and 15 weeks, 30% had pain, and the lesion diameter was 55. And in the
Subjective assessment, 94% benign, 6% possible borderline. Thì có 83% khối u là chẩn đoán trong cái khoảng từ 4 tới 15 tuần, 32% là có cái hiện tượng đau bụng, đường kính trung bình của khối u là 55. Thì sau đó sau có cái đánh giá chủ quan như thưa ông thì có 94% là lành tính và 6% là khả năng ác tính. Anh nhóm vừa là And if you use the IOTA simple rules, it's exactly the same. 93% will be 9 and 7% not classifiable. So the difficult ones. Nếu như mình dùng cái quy luật simple rule thì mình cũng chẩn đoán được 93% là lành tính, còn 7% là không phân loại được. 71 had conservative management, only one removal, and that proved to be benign dermoids. There were two cases of torsion, there were a few patients in pain, and they had the ovary removed. 50% resolved, and so in the end, there were 11 dermoids, one endometrioma, and there was one serious borderline, and one relapse of serious borderline. Thì ta có được có một ca là phẫu thuật hơn, đó là u bì, có hai ca là phẫu thuật bị sắn, còn ba ca phẫu thuật đó vì ổ cấp cứu.